Tập 263. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng, trang 319. Trang 319. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai trong hàng thứ ba. Cho nên hai câu này giải thích đơn giản. Hai câu này chính là tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn, là hai câu này. Hai câu này giải thích đơn giản là tiêu trừ cấu uỷ, hôn ám của tam độc tham sân si cho chúng sanh, rộng cứu vô số thống khổ và thiên tai, ách nạn nhiều vô số, cho nên gọi là chúng ách nạn. Tình trạng nói ở đây hoàn toàn giống với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Ánh sáng trí tuệ Phật đều có thể soi sáng cứu độ. Như hồi sơ nói, tam cấu là tham sân si, ba thứ này cấu nhiễm tâm tánh, cho nên gọi là cấu, khiến chúng sanh mù quáng, cho nên gọi là minh, là nhân lưu chuyển. Nhân lưu chuyển sanh tử, nghĩa là nguyên nhân chính của luân hồi sanh tử. Chúng ách nạn là quả của nó, gọi là lục thú tứ sanh. Đây chính là luân hồi lục đạo. Quả thật, chúng ta hiện nay mỗi ngày thông qua tivi, qua mạng internet, truyền thông đưa tin về thiên tai thảm họa, mức độ không ngừng tăng cao. Xu hướng thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân gì? Kinh điển dạy chúng ta rằng là tam độc tham sân si của chúng sanh và vô số ngôn hành bất thiện chiêu cảm nên. Có nhân tất có quả, có quả tất có nhân. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Chúng ta không thể không biết điều này. Làm sao để có thể hóa giải thiên tai? Trong kinh cũng nói rất rõ ràng, Phật chi trí quang tức năng minh tị. Nhân của luân hồi lục đạo
Trong kinh điển, Đức Phật dạy cho chúng ta rất nhiều. Nói chung là kiến tư phiền não. Nói sơ lược về kiến tư phiền não, nghĩa là chúng ta đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ thấy sai, nghĩ sai. Do đó chúng ta làm sai. Làm sai là tạo nghiệp. Nghĩ sai, thấy sai là ý nghiệp. Nói sai là khẩu nghiệp. Làm sai là thân nghiệp. Tam nghiệp thân khẩu ý gây ra. Hiện nay là quả báo lưu chuyển sanh tử trong lục đạo. Ở đây đặc biệt thêm vào một câu là chúng ách nạn, nghĩa là nói thiên tai nhiều vô số. Hôm nay chúng ta đọc câu kinh văn này cảm xúc rất sâu sắc, vì nó ở ngay trước mắt chúng ta. Hiện nay chúng ta đang gặp những điều này. Phật quang phổ chiếu là nguyên nhân chính cứu khổ cứu nạn. Lại nói tiếp, Phật quang phổ lưu có nghĩa là phổ chiếu. Đức thanh tịnh quang hỷ trí tuệ giúp chúng ta tiêu trừ ba chướng. Thanh tịnh tiêu trừ tham dục, quan hỷ tiêu trừ sân nhuệ, trí tuệ tiêu trừ ngu si. Thanh tịnh quan hỷ trí tuệ là tánh đức, tiêu trừ sự u tối của ba chướng tham sân si. Chúng ta rất may mắn, đời này được thân người, được nghe Phật Pháp. Chúng ta có tiêu trừ được ba tướng này chăng? Ba tướng này thường gọi là nghiệp chướng. Chứ gì học Phật, tôi tin rằng mỗi người đối với nghiệp chướng của mình nghĩ mọi cách để tiêu trừ nó. Vì sao không trừ được? Chúng ta tuân theo giáo huấn trong kinh điển. Giáo hóa của Phật Bồ Tát. Ngày ngày tu trì. Tụng kinh niệm Phật bái sám.
làm việc tốt, lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng. Hình như đối với nghiệp chướng tiêu trừ không bao nhiêu. Thậm chí nghiệp chướng còn có thể ngày càng tăng trưởng. Quả thật là tham sân si mạn nghi đang tăng trưởng. Nguyên nhân gì vậy? Vì chúng ta tu học không như pháp. Quả đức tu học không hiển tiền. Quả đức là gì? Là thanh tịnh, hoan hỷ, trí tuệ. Thực tế chính là trên đề kinh này nói về thanh tịnh bình đẳng giác. Hoan hỷ là bình đẳng, trí tuệ là giác, chưa hiển tiền. Nói cách khác, chúng ta tu hành không có được kết quả như ý. Do đó hoài nghi đối với Phật pháp ngày càng nghiêm trọng. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người học Phật đều cùng gặp vấn đề này. Chúng ta phải giải quyết như thế nào? Ứng phó như thế nào? Không thể không biết. Tu hành xảy ra vấn đề, chỉ đạo của Phật là chính xác tuyệt đối. Tam học giới định tuệ, không được bỏ qua thứ tự. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Chúng ta cũng biết, cũng nói được, nhưng quá thật lơ là trên phương diện giới luật, không hạ công phu vào đây. Trong nhiều năm nay, chúng tôi đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người học Phật tại gia lơ là thập thiện nghiệp đạo. Không chú trọng thập thiện nghiệp, không phụng hành thập thiện nghiệp. Vì thế công phu không đắc lực, nghiệp chướng không tiêu trừ. Còn người xuất gia lơ là, sa di luật nghi. Đó là giới căn bản của người xuất gia. Không giữ sa di luật nghi, chẳng phải hàng xuất gia đệ tử của Phật. Không hành trì thập thiện nghiệp đạo, chẳng phải là hàng đệ tử tại gia của Phật.
Nói cách khác, ngày nay chúng ta gọi là đệ tử nhà Phật không phải thật, có danh không có thực. Làm sao để bổ sung sự thiếu sót này? Điều này rất quan trọng. Nếu không nỗ lực bổ khuyết thì đời này trôi qua một cách vô ích. Bắt đầu bổ sung từ đâu? Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu tịnh độ. Ta không thể không tuân thủ. Điều thứ nhất của tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xá, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu, 16 chữ. Chư vị đại đức tổ sư dạy chúng ta, dùng truyền thống Nho và Đạo giáo làm nền tảng, đặt nền tảng giới luật, căn bản hành môn. Dễ hơn so với học tiểu thừa. Nền tảng hành môn của Nho giáo chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, là bốn khoa mục này. Trong kinh điển tiểu thừa, Thế Tôn dạy chúng ta đặt nền tảng cũng là bốn căn bản. Kinh điển tiểu thừa gọi là luân lý đạo đức nhân quả. Ngày nay chúng ta không học tiểu thừa, dùng đệ tử quy của Nho giáo. Đệ tử quy chỉ có 1080 chữ, một câu 3 chữ, tổng cộng có 360 câu. Mọi người quan sát tương tận. 1008 chữ này phải chăng nói đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức? Đúng vậy. Đó chính là nền tảng căn bản của giới luật. Người xưa học từ nhỏ, gia giáo, giờ cha mẹ dạy chúng ta, nền tảng này vững chắc biết bao. Vì thế họ học Phật không hề khó khăn. Đạo giáo có Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, toàn nói về nhân quả. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Phân lượng cũng không nhiều, chỉ nói 195 trường hợp. Nó dùng ví dụ để làm chứng minh.
đều nói cho chúng ta biết gì báo ứng thiện ác. Trong tam phước, từ bi bất sát là nhân quả. Dùng hai mục này, làm cơ sở cho thập thiện nghiệp của Phật giáo. Như vậy thập thiện nghiệp đạo sẽ rất vững vàng. Và vô cùng kiên cố. Chúng ta thử nghĩ có đúng như vậy chăng? Hiện nay khuyết điểm của chúng ta là gì? Không học đệ tử quy, không học cảm ứng thiên. Vì thế thập thiện nghiệp cũng không khởi tác dụng. Nếu có đệ tử quy và cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp lập tức khởi tác dụng. Dù không được thanh tịnh giống như A-la-hán, cũng thanh tịnh hơn nhiều so với đại chúng trong xã hội. Ta được thọ dụng của tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh ít sanh tiểu trí tuệ. Tâm thanh tịnh nhiều sanh đại trí tuệ. Vấn đề của chúng ta là đây. Học Phật phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ việc nghiêm trì giới luật. Có nền tảng ưu việt này, tiếp tục học lục ba la mật của Bồ Tát. Buông bỏ tham dục, đó là đức của Bồ Thị. Buông bỏ ác hạnh, đó là đức của trì giới. Buông bỏ sân nhuệ, đó là đức của nhẫn nhục. Buông bỏ giải đại biến nhát là đức của tinh tấn. Buông bỏ tâm buông lung là đức của thiền định. Buông bỏ ngu si là đức của trí tuệ. Tâm hoan hỷ hiển tiền. Tâm hoan hỷ là gì? Là pháp hỷ sung mãn. Thường sanh tâm hoan hỷ. Thân tâm tự tại. Tức là lìa khổ được vui. Có thể hóa giải thiên tai. Đây là Phật quang phổ chiếu, Phật quang gia trì chúng ta.
quả thật đã giúp chúng ta. Bên dưới nói tập nhân đã diệt, nghĩa là tiêu diệt nhân tập đế của khổ đế. Tự đi khổ tập diệt đạo, khổ là quả, tập là nhân của khổ. Tập là kết tập, thông thường chúng ta gọi là tích lũy. Phàm phu tích lũy những gì? Phiền não tập khí. Hiện nay đặc biệt rõ ràng, tiếp thu sự nhiễm ô của môi trường, nhiễm ô của môi trường vật chất, nhiễm ô của môi trường tinh thần. Khổ không sao kể xiết. Nếu diệt được nhân của tập, không còn bị nhiễm ô nữa, khiến chúng ta sống tốt trong đại thừa. Được chăng? Trong hoàn cảnh hiện nay có thể làm được chăng? Có thể. Chỉ cần ta cảm thấy thích làm, tôi không tiếp xúc với thông tin hiện đại, không xem TV, không nghe tin tức, cũng không dùng mạng Internet. Những sách báo tạp chí người bây giờ xuất bản, tôi đều cử tuyệt hết. Chỉ tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, của các chủng tộc trên thế giới này. Vấn đề này chúng ta có thể làm được, chẳng phải không làm được. Làm được thì nhân của tập đã diệt, tập nhân đã diệt rồi, quả báo tự nhiên không còn nữa. Đây là chư vị Thánh Hiền, chư Phật Bồ Tát quảng tế. Quảng tế là phổ độ chúng sanh. Tôi cũng là một trong các chúng sanh được chư Phật Bồ Tát độ. Không khó, tôi nguyện tiếp thu. Không chịu tiếp thu mới khó. Không muốn buông bỏ mọi nhiễm ô của thế gian này, như vậy mới khó tiếp thu Phật pháp. Vì sao vậy? Vì những thứ đó là đến để phá hoại chánh pháp, cũng chính là phá hoại thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Nó đến để phá hoại. Nếu không lìa xa, nhất định ta bị ảnh hưởng.
Bên dưới nói tiếp: xả bỏ tam đồ khổ, diệt các phiền não ăn. Câu này là tiếp theo ở trên. Tiêu trừ tam độc, tức là lìa ba đường ác, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Câu này không thể không ghi nhớ. Tham, ý niệm của tham là nghiệp nhân hàng đầu của đường ngạ quỷ. Tham tâm là đường ngạ quỷ. Tham Phật Pháp cũng không được. Tham Phật Pháp quả báo cũng ở trong đường ngạ quỷ. Đức Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, không phải dạy đổi đối tượng tham sân si. Vốn ta tham tài sắc danh thực thùy, bây giờ buông bỏ nó, quay lại tham Phật Pháp. Như vậy cũng sai. Do đó Đức Phật từ bi. Trong Kinh Kim Cang, Ngài dạy chúng ta rằng pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Pháp là Phật Pháp, Phật Pháp cũng phải xả bỏ, sao có thể tham được. Ta phải tôn trọng Phật Pháp, vì nó giúp ta đoạn tham sân si, ta phải tôn trọng. Nếu khởi tâm tham ái nó, lại đọa vào ba đường ác. Điều này Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Sai lầm là do ta. Phật Bồ Tát không sai, chư vị tổ sư cũng không sai, kinh điển cũng không sai. Sai ở chỗ chúng ta không chịu buông bỏ vạn duyên. Mặc dù đoạn rồi, cũng như cổ nhân nói, cây đoạn mà rễ còn dây dưa. Hình như là đã buông bỏ, nhưng tập khí vẫn chưa quên, luôn khởi hiện hành. Đây chính là nguyên nhân người học Phật không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta ngày nay học Pháp Đại Thừa không thật sự hiểu. Khi nào mới thật hiểu? Đại sư Chương Gia nói, thật buông bỏ tức là thật hiểu. Thật hiểu nhất định buông bỏ. Có một chút chưa buông bỏ, nó đều chướng ngại ta được định, chướng ngại ta khai ngộ. Có chướng ngại việc giảng sanh chăng?
có thể. Phải xem vận mệnh khi lâm chung. Vận mệnh tốt, gặp thiện hữu ở bên cạnh nhắc nhở, ta dùng Phật hiệu để khống chế, như vậy sẽ giảng sanh. Nếu vận mệnh không tốt, khi lâm chung không có ai nhắc nhở, ta còn lưu luyến thế gian này, lưu luyến lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Công phu phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Sát na khi lâm chung mới có hiệu quả. Nếu không, sát na khi lâm chung đó sai lầm, suốt đời đều sai lầm, quả thật đáng tiếc. Tiêu trừ tam độc, nghĩa là đoạn kiến tư phiền não. Tức lìa ba đường ác. Nếu thật sự đoạn tận tham sân si mạng, không chỉ lìa ba đường ác, luân hồi lục đạo cũng không còn. Tham sân si mạng nghi là tư hoặc. Thân kiến, biên kiến, giới thụ kiến, kiến thụ kiến là kiến hoặc, nghĩa là ta thấy sai. Đoạn tận kiến hoặc, tuyệt đối không đọa ba đường ác. Đoạn tư hoặc, vượt thoát luân hồi lục đạo. Bên dưới nói tam đồ cực khổ. Chúng ta hiện nay tuy ở cõi người, chịu khổ không thua gì ba đường ác. Cái khổ của tam đồ bây giờ xuất hiện tại nhân gian. Vì sao vậy? Vì con người khởi tâm động niệm không bằng súc sanh, không bằng ngạ quỷ. Chính là như vậy. Từ quả chúng ta thấy nhân. Làm người, tiêu chuẩn điều kiện của con người là luân thường đạo đức. Người bây giờ có nói đến luân thường đạo đức chăng? Nói cũng không có. Đương nhiên càng không có người thực hành. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương phản 180 độ với luân thường đạo đức, trái nghịch với tánh đức. Quả báo chính là tam độ. Trong ba đường ác,
tiêu nghiệp của họ. Tiêu hết ác nghiệp, họ hiểu ra, khởi tâm sám hối, khởi tâm hổ thẹn, thoát ly ác đạo, lại đến nhân gian. Đến nhân gian, nếu không gặp được luân lý đạo đức, lại học điều xấu. Học điều xấu thì sao? Hết thỏa mãn đời này, lại đọa vào ba đường ác. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, quỷ vương của ba đường ác nhìn thấy, thoát ra chưa được bao lâu sao lại trở lại? Thông thường người ta nói hiện tượng này là do tập khí phiền não chi phối. Không vượt qua được sự mê hoặc của môi trường xấu. Khi nào mới có thể đào thải hết tập khí phiền não? Thông thường mà nói, thời gian ta ở trong ba đường ác rất dài. Mới có thể mài sạch những tập khí này. Khi thật sự cảm nhận hết nỗi khổ, không muốn tiếp tục chịu những khổ nạn này nữa, nghe đến Phật Pháp, tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Nghe đến thế giới cực lạc, liền sanh tâm hy hữu. Như vậy là được cứu.